bây giờ xin mời bà con mình nghe một bài viết ngắn của tác giả HNM lầm lỡ tha thứ ông nội trong họ hàng nhà tôi một côi vợ khi tuổi mới ba mươi nghe kể khi ông vừa tròn hai mươi tuổi thì cấu tôi đi cưới vợ cho ông Hai vợ chồng liên tiếp sinh được ba người con xích xuất tuổi nhau thì bà nội mất vì bệnh. Thương người vợ hiền, mua bán mát tay mà lại vắng số, nên ông ở vậy nuôi con không màng chi tới chuyện tái hôn. Dù trong làng rất nhiều bà mối gợi ý này kia với ông. O gái là con gái lớn trong nhà, sau này học hết lớp nhất là ở nhà phụ ông tôi chăn nuôi trồng trọt và theo nghề mẹ dọn hàng xén bán tại gia nuôi hai em nhỏ học hành tới nơi tới chốn trong làng cũng có nhiều thanh niên cùng trang lứa muốn gá nghĩa vợ chồng với o mà o không thiết tha vì quá thương cha đã vì ba chị em của o mà ở vậy nuôi con họ hàng xóm giềng thấy o càng ngày càng lớn tuổi Cô dì thấy thương nên góp ý muốn cho o gái có một mái ấm gia đình. O gái cũng chỉ lắc đầu cười nhẹ, đánh trống lãng. Tánh o mềm mỏng, thân thiện nên được lòng mọi người trong nhà cũng như ngoài xóm giềng. Hai em trai được o nuôi dưỡng, được sự giáo dục của ông Năm nên học hành thành đạt. Ông Năm tánh cương trực. Trong nhà ông quanh hai bức tường hai bên gian giữa bàn thờ Tôi nhớ mỗi lần về nghỉ hè, có dịp về nhà ông thăm, là tôi lọ mọ đi đến bên gian nhà thờ để nhìn những bức tranh bằng giấy vẽ hình màu. Mỗi bức tranh là một câu chuyện trong bộ nhị thập tứ hiếu, mà hồi nhỏ tôi rất thích được người lớn kể cho nghe. Khi o gái ở tuổi 27, o vẫn còn lẻ bóng, rồi thì chiến tranh giật lan tràn Tết Mậu Thân Huế là nơi chịu nhiều tai ương nhất. Nhà ông Năm ở vùng phụ cận, nằm trên tuyến đường quốc lộ 1. Ân trên phò hộ, gia đình con cháu ông tôi được mọi sự bình an. Sau hơn một tháng, tình hình cuộc sống trở lại với nhịp sống bình thường. Tuy nhiên, an ninh xã hội căng thẳng hơn. Đêm về, Hỏa Châu sôi sáng bước quân hành cho những người lính ngoài mặt trận dày đặc hơn. Tiếng đạn pháo kích cùng tiếng đại bác của cả hai bên ì ầm vang vọng. Rồi một chiều đầu mùa hạ 1969, có một đoàn quân xa với những chàng trai 18-20 tuổi, quân phục áo xanh hoa màu từ đâu đến đóng quân trong làng. Làng xóm bỗng nhiên rộng ràng nhộn nhịp tiếng vui tiếng cười của những người dân trong thôn xóm với những người lính trẻ thân thiện thích thú khi mà họ nghiêng tay nghe người Huế nói chuyện, mô tây răng rứa mà chịu không hiểu nổi là nghĩa gì. Bắt áp trưởng đi từng nhà, những nhà có vườn rộng và gia đình ít người, xin ý kiến chủ nhà cho phép năm bảy người lính gì đó được tá túc trong vườn nhà một thời gian ngắn. Mọi người vui vẻ cùng bắt tay nhau dựng liều mắt võng nghỉ ngơi. Nhà ông Năm không ngoại lệ, lại gặp dịp qua ngày hôm sau là ngày kỵ hàng năm bà nội hàng năm, nên mấy ông lính cũng được mời tham dự. Chiều chiều, mấy em nhỏ hay tìm đến nghe mấy anh hát hò hay ra trước sân banh của xã, để nhìn mấy ảnh chơi đá bóng. Quán nhỏ của o gái bán hàng đắt địa hơn, nhất là bánh kẹo. Mấy anh hào phóng mua cho tụi nhỏ ngậm từ em nhỏ lên ba, đến các em 13, 14 tuổi đều được ngậm ô mai mà mấy ông gọi là xí muội. Nghe cái tên hay hay lạ hoắc, tụi nhỏ được một trận cười vui vẻ. Ngày vui trôi qua mau, thời gian dưỡng quân đã hết, mọi người bình trịnh chia tay. Thông xóm im lìm trở lại, thay rồi ba tháng sau trong xóm bỗng nghe xôn xao tiếng đồng chị gái ốm ngán, lúc đầu còn he hé, dần dần lan rộng ra. Tuy nhiên, nhìn o gái vẫn vô tư, mạnh khỏe, buôn bán điều tai, nói cười mềm mỏng, như không có chuyện chi đáng chú ý. Những người xét nét hay tò mò qua lại nhìn trộm o, để coi lời đồng có đúng mà xì xăm. Những người thương tánh nết o gái lại ngầm mong cho o kiếm đứa nhỏ mà nuôi khi về già khỏi cô quạnh. Ông Năm mặc cho đời đàm tiếu, Ông chỉ biết chăm lo vườn tược với mấy sào ruộng. Rồi vì tế nhị vì cuộc sống hàng ngày, mọi chuyện trôi qua êm ái như đồng tình với cái bầu của o gái, ngày càng lớn dần cho đến khi đứa bé được ra đời. Một bé gái bụ bẩm ba ký, hàng xóm ai cũng cảm tình. Trong họ hàng ai hỏi cha bé gái là ai, o chỉ cười không tiết lộ trung tích ông năm thương con thương cháu cũng bỏ qua và ngày cúng mụ cho bé gái ông mời họ hàng xóm giềng đến chung vui nên ai cũng quý mến rồi ông xin thưa với bà con ông đặt tên cho đứa nhỏ là lầm vì cha con bé từ hồi nào đến giờ biệt vô âm tính xin nợ xong chị gái trở lại công việc mua bán nuôi con thời gian thấm thoát qua mau hai em chị cũng đã trưởng thành ông năm nay lớn tuổi ngồi nhà nghỉ ngơi vườn tược ruộng lúa đã có người phụ giúp qua sự trông coi của chị gái bé lầm chưa được hai tuổi chị gái lại cấn thai đêm về nghe cha nói nặng nhẹ o gái vẫn giữ im lặng cho đến ngày sinh nở một thằng cu ra đời vẫn không biết cha là ai nhưng được cái tay chân mặt mũi giống chị gái tức giống bà ngoại nên ông năm lấy làm thích thú tình thâm máu mủ khiến lòng ông tràn đầy tình yêu dành cho cháu. Chuyện chi rồi cũng qua, thôi tôi gọi tên nó là thằng cu lỡ, mang theo họ tôi. Ông Năm miệng nói giả lạ, tay thì rót rượu mời khách chung vui. O gái, được cái mát tai, hai đứa nhỏ dễ nuôi nên mau ăn chống lớn. Ngoan ngoãn lễ phép theo sự dạy dỗ của ông Năm, một tiếng dạ hai tiếng thưa. Ra đường ăn mặc sạch sẽ tươm tất, ai cũng lấy làm khâm phục o gái lo cho con học hành không thua chúng bạn rồi cuộc chiến ngày mọc gây cấn hơn đời sống khó khăn hơn vật chất ngày càng leo thang giáo chức công chức nhà đông con ngoài giờ làm việc cho chính quyền người cha lo kiếm việc ngoài giờ làm thêm để nâng cao cuộc sống cho gia đình con cái vẫn có điều kiện để cấp sách đến trường người mẹ tìm cách buôn bán hay chăn nuôi gia súc. Quán nhỏ của o gái cũng buôn bán sầm uất hơn khi mà càng ngày càng có nhiều đơn vị các quân nhân từ miền trong ra bảo vệ vùng giới tuyến. Dừng chân đến rồi đi qua thôn xóm làng nội tôi. Kịch liệt kinh hoàng nhất là mùa hè đỏ lửa 1972. Gặp lúc mùa tháng 3 tháng 4, con nít năm đó quê tôi phần lớn mắc chứng bệnh sởi, thằng cô lỡ không may mắc phải bệnh, cộng thêm mùa màng hoa trái trong vườn đều sắp ở vào mùa thu hoạch. Ông Năm quyết định ở lại, sắp xếp cho đứa lớn theo các cậu đi lánh nạn. Chị gái phần cu lỡ bị bệnh nặng, phần chị cũng không nỡ để cha chị ở lại một mình đơn chiếc. Cuối cùng, chị gửi gắm tiền bạc cho hai cậu bỏ bọc cháu. Mọi người hốt hoảng chia tay nhau. Cũng may, Huế chưa mất, mọi người lại lũ lượt kéo nhau về thành phố trở lại nhịp sống bình thường tuy nhiên không khí không còn êm đềm nữa lớp thanh niên ra chiến trường nhiều hơn vài ba tháng lại có tin thân nhân bạn bè tử trận cuộc sống rồi đâu cũng vào đó vì miếng cơm manh áo nhà ai nấy lo tất bật kiếm sống mẹ già thương con khấn nguyện đêm rằm vợ thương chồng đang áo lạnh mùa đông radio chiều về phát thanh những bản nhạc vào giờ nghỉ ngơi cho người dân thưởng thức sau một ngày quay cuồng làm việc vui buồn lẫn lộn o gái vừa giữ con trong nhà ngoài ngõ quán xuyến mọi việc trên cái kệ chất hàng nhà o lúc nào cũng vang vang qua cái radio nhỏ xíu dòng nhạc bolero tình ca quê hương tình anh lính chiến lúc nào trên môi o vẫn nở nụ cười Hãy làng trên xóm dưới nhà ai có người chết trận, thì tối trời o cũng đến viếng thăm. Thế rồi có người tinh mắt nói to nói nhỏ. O gái lại có bầu, có bác e hèm, có gì biểu môi nặng lời hơn có người gọi o là ăn quen mà nhịn không quen. O nghe, o biết, nhưng o bình chân như vậy triết rồi quên đi. Ai ở không mà lo chuyện nhà người khác, phần ông năm tôi thì ông ngậm đắng nốt cây. Ông buồn thấy rõ, ông cáo bệnh bớt ra ngoài sân nhà uống trà với những bạn già hàng xóm. Chiều chạm vạn, ông gọi chú trai lấy xe chở ông lên tâm tình với ông nội tôi. Ông bực bội vì o gái không chồng mà chữa, dược kính tin tức những người đã đến với o. Ông mẹ với ba mạ tôi ăn ủi ông năm đôi ba câu. Lúc ông năm xong ly rượu, cúi đứng dậy để ra về, vừa khạnh khẳng bước, ông vừa nói. Tôi hầm hè con gái dữ lắm đó anh chị, mà. Ông bỏ lửng câu nói. Lần này bụng bầu o gái to vượt mặt căng tròn. Có người đoán o gái sẽ song sinh. Quanh đi quẩn lại rồi cũng đến ngày o nằm nơi. Lúc o gái từ bệnh xá về, mọi người tò mò chạy qua chạy lại mua hàng. Do chị o gái trong coi dùm, để nghe ngóng. Hai thằng con trai giống nhau như hai giọt nước, kháo khỉnh, mặt mũi y hệt người em kế o gái. Chiều hôm đó, ông nội năm tôi vui mừng quá kêu xe thầu chở lên hàng huyên với ông bà nội tôi. Tôi nghe lẩm bẩm ông năm nói. Bực tức con trong bụng mà nhìn tay chân mặt mũi hai thằng nhỏ giống thằng trai. Cậu hắn tự nhiên tôi nguôi lòng. Xong bữa cơm chiều chị tôi chở ông năm ra về vừa đi ông vừa quay đầu lui vừa nói chuyện này tôi đặt tên cho hai đứa nhỏ là tha thứ được không anh chị nghe vậy cả nhà cùng cười vang vui với cái vui của ông năm cuộc đời có những điều không ai biết trước được như ông năm hay nói trong câu chuyện khi gia đình có việc sum họp khó khăn chi thì cũng cố gắng vượt qua mình ăn ở có đức thì con cháu có phước có phần Ai ngờ qua thập niên 90 tôi được theo chồng qua Mỹ. Ngày đi tôi về thăm ông Năm với o gái, với các con của o. Ông Năm nhắc tôi qua Mỹ rồi, con nhớ gửi về ông gói thuốc bát tô xanh nghe con. Tôi chưa thực hiện được mơ ước cho ông Năm. Thì hai năm sau, ông Năm mất sau một giấc ngủ trưa và đi luôn, không nghe ốm đau bệnh hoạn chi. Mười năm sau, khi hai đứa con tôi bước chân vào đại học, tôi mới yên tâm về thăm gia đình. Tất nhiên là tôi phải về thấp hơn cho ông Năm và thăm o gái. O này đã có cháu ngoại, gian hàng o để lại cho con gái trong coi khuếch trương phát đạt hơn. O gái tuy đã lớn tuổi, nhưng nét duyên dáng vẫn còn vui vẻ dịu dàng. Lúc nào o cũng ân cần với chị em tôi, o giao hẹn đi đâu thì đi nhớ về ăn cơm chiều và ngủ lại nhà o như thổi trước ngang tụi bay tụi tôi không quanh lời o dặn và đêm cuối cùng ngủ lại nhà o trước khi về lại quê hôn thứ hai hai chị em tôi thức trắng đêm chuyện trò ba o cháu thì thào mãi mà không hết chuyện chuyện xưa chuyện nay chuyện những người cùng thế hệ của o những kỷ niệm xưa sinh hoạt trong đầu xóm cuối thôn mùa tết mùa gặt mùa rầm biết bao niềm vui cuối cùng tôi tin ma hỏi cho ra chuyện lòng của o những người đã đi qua đời o o nghiêng người và nói trong bóng đêm chuyện lòng đã hơn nửa thế kỷ mà lần đầu tiên o mới mở đề họ là những chính nhân từ trong miền nam trang người gốc bắc là ba con lầm ba thằng lỡ từ cần thơ rồi thời cuộc đưa đẩy không thư từ không tin tức người thứ hai là người nam ở vũng tàu với cặp sinh đôi tha thứ họ đã ra đi không hẹn ngày trở lại ngày đó ông năm giận o bầm gan tím ruột lắm được cái o im lặng chịu đựng nên mọi chuyện trôi im theo thời gian những chính nhân xa nhà tội nghiệp quá lời o gái thiết tha bỗng dưng o gái cất tiếng hát bạn lòng ơi bạn có nhớ ta không Tuy xa nhau, nhưng lòng tôi luôn nhớ bạn. Một bản nhạc có đâu từ hồi tôi còn học cấp một. Thật bất ngờ, hai chị em tôi lấy làm cảm kích với tâm hồn lãng mạn của o gái. Không ngờ với cái vẻ bên ngoài đầm thấm, mà nội tâm o gái như sóng dân nước tràn. Tôi về lại nhà được đâu mấy tháng thì nghe tin o gái mất. Kết thúc một thế hệ thời mấy ông bà rồi kế tiếp thế hệ thời o gái cứ thế, dòng đời trôi chảy theo lời chị tôi kể. Thông xưa sống cũ, nay đã thay ngôi đổi chủ nhiều. Cuộc sống giàu có hơn, xa hoa hơn. Nhưng cái đầm ấm thanh bình, cái tình cảm của con người không còn kháng khích dịu dàng như ngày xưa. Không còn ai biết đến o gái với câu chuyện lầm lỡ tha thứ nữa. H.M. Câu chuyện đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả H và M. Cảm ơn bà con cô bác đã lắng nghe.